Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chỉ 6 tháng ông Trọng đã quật 142 tổ chức và đốt 6.519 củi to củi nhỏ. Đam và Phong đang run. Theo báo chí nhà nước Việt Nam thì vào ngày 7 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chỉ mới trong 6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn 24.700 tổ chức đảng và hơn 106.600 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát với hơn 11.600 tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và 16.519 đảng viên. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với 2 ủy viên Trung ương đảng. Bộ Chính trị thi hành kỷ luật và cảnh cáo 6 tổ chức đảng, khiển trách 2 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng, 19 đảng viên như cách chức 5 đảng viên, khai trừ 14 đảng viên. Ủy ban các cấp đã thi hành kỷ luật tới 48 tổ chức đảng và hơn 2.060 đảng viên. Đây là hình ảnh thành tích của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Cẩm Tú là cánh tay đắc lực của ông Tổng. Nhận nhiệm vụ của ông Tổng đi nhặt củi. Ông Tú cho biết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đang được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý, những vụ việc mới phát hiện được kiểm tra xử lý kịp thời. Ông Trần Cẩm Tú cho biết qua kiểm tra và xử lý vi phạm ngày càng nhận diện rõ hơn mức độ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trần Cẩm Tú cho biết sẽ quyết liệt, chủ động, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và cương quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong đảng và trong hệ thống chính trị. Và nếu quả thực họ làm như vậy, thì có lẽ đa số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra khỏi đảng. Và ông nói rằng phải kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Vụ án Việt Á chưa kết thúc, còn đó Vũ Đức Đam chưa được xử lý thích đáng. Cũng còn đó Nguyễn Thành Phong đang đợi đến lượt. Sẽ có nhiều vụ bắt bớ kinh thiên động địa là các quan chức cấp cao đến cơ sở, xanh mặt khắp nơi. Còn 6 tháng nữa là hết năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang thúc ông Trần Cẩm Tú chạy hết công suất để có kết luận thanh tra và sau đó là ông Tô Lâm sẽ vào cuộc bắt bớ. Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải qua một thời kỳ đại phẫu. Và với bản chất ai cũng tham nhũng thì không ai có thể an toàn được trước chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Thượng tầng chính trị của Việt Nam đang rất rối ren. Vì đấu nhau mà chẳng ngần ngại đưa hết chuyện bí mật lên mặt báo. Có người dự đoán đến nhiệm kỳ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khi chấm dứt sẽ hứa hẹn là một nhiệm kỳ khốc liệt không kém gì thời ông Nguyễn Tân Dũng còn làm thủ tướng. Với ông Nguyễn Phú Trọng, ông đang đánh mạnh, đánh loạn xạ và đánh tứ phía, làm cho các đối thủ chính trị không biết đường nào mà đỡ đòn. Hiện nay cả ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng đều đang tỏ ra lúng túng, chủ yếu là chống đỡ các dư luận nhắm vào bản thân ông, chứ hoàn toàn không hề có vẻ gì những ông này đang chủ động trên bàn cờ chính trị của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam. Có lẽ khó mà chạm tới tứ trụ, nhưng chạm tới vài ủy viên Trung ương Đảng nữa là hoàn toàn có thể. Người dễ bị xử lý nhất là Nguyễn Thành Phong. Người tiếp theo rất có thể là Vũ Đức Đam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin chỉ 6 tháng, ông Trọng đã quật 142 tổ chức và đốt 6.519 củi to nhỏ. Đam Phong đang run. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d và mời quý vị trực tiếp xem những bản tin lần tới.
Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.